Trước mắt các bác đây, đó là cái con súp điện bát 30 đến từ thương hiệu là DB Acoustic. Và hôm nay là bên em có đơn hàng gửi cho bác khách ở bến xe Tuyên Quang, chú Tiến. Chú lấy bên em đó là cái con SW12B, một dòng trầm cao cấp đến từ thương hiệu DB Acoustic. Và bên em là bên Lương Thanh, chuyên cung cấp các thiết bị karaoke gia đình và karaoke chuyên nghiệp. Và các bác có thể theo dõi ở trên kênh bên em, thì bên em bán rất là chạy những cái dòng súp 30 của DB Acoustic. Thứ nhất là bởi vì cái kiểu dáng bề ngoài của nó nhìn rất là sang trọng, với cái lớp gỗ óc chó đã được qua xử lý chống thấm, chống muối mọt, chống ẩm. Và cái lớp vân gỗ ở đây thì khi mà chúng ta kê vào trong căn nhà của chúng ta thì nhìn trong căn nhà nó sẽ sang hơn rất là nhiều. Nó vừa là một cái thiết bị âm thanh, vừa là một cái vật dụng để trang trí, nó như là cái kệ trong gia đình các bác. Và ở phía mặt trước của cái con DB Vortex thì có thể thấy là cái dáng vẻ của nó nhìn rất là vuông vức, và các góc cạnh của nó được hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ, trau chuốt và kỹ càng. Thì cái lớp e căng ở đây đó là cái lớp e căng bằng vải dù các bác nhé. Và các bác có thể thấy đằng sau cái lớp e căng này đó là cái phần bát loa này, cái phần bát loa nó được ẩn ở đằng sau, và đằng sau cái lớp e căng này. Và các bác thấy ở trên cái phần bát loa nó cũng sẽ có cái tem của DB Acoustic các bác nhá. Tem này là tem của DB Acoustic, đó là cái tem bảo hành của DB Acoustic. Và ở phía mặt trên thì nó sẽ có cái tem kích hoạt bảo hành online, và cũng là cái tem để chúng ta có thể quét mã QR và để xác thực hàng chính hãng thông qua cái trang chủ của nhà hãng DB Acoustic. Và các bác có thể cào cái lớp mạ bạc này ra, và các bác soạn tin nhắn theo cú pháp để kích hoạt bảo hành. Và đây là cái tem logo của hãng DB Acoustic, và chúng ta quét cái mã QR ở đây là chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của nhà hãng. Và bên em đã làm rất là nhiều cái clip quảng cáo về cái dòng DB Acoustic SW12B này rồi. Và trong cái bài test này các bác có thể thấy là vừa em để cái tờ giấy ở cái phần miệng thoát hơi, và cái công suất hoạt động của loa nó giật làm tờ giấy rách cả tờ giấy luôn các bác nhé. Và cái âm của nó cắt rất là sâu, cái giải tần nó cắt rất là sâu, thế là tiếng trầm nó mang lại rất là êm, rất là mềm. Và ở phía mặt đằng sau của nó chính là cái phần mạch điện của con loa súp. Và cái phần mạch điện này được cố định vào cái thùng loa bằng rất là nhiều cái con vít lục giác. Những con vít lục giác này là con vít gen sắt, gen kim loại, và đằng bên trong nó sẽ có cái gen kim loại, và nó sẽ không gây ảnh hưởng đến lớp gỗ. Và cái phần mạch điện này được cố định rất là chắc chắn, thế nên là trong quá trình hoạt động con loa có rung lắc với cường độ cao ấy thì cũng không lo là nó cái bị lỏng gây ra những cái tạp âm gây khó chịu người dùng. Và những cái con loa súp cao cấp thì nó sẽ có những cái nút chiết áp, nút dò pha như này các bác nhá. Thường thì những cái dòng loa thường ấy, cái dòng loa bình thường thôi thì nó sẽ có cái nút đảo pha 180 độ, nhưng mà ở những cái dòng súp cao cấp hơn thì nó sẽ có thêm cái nút dò pha này để chúng ta đồng bộ là cái loa nó chuẩn xác hơn với những cái đôi loa full, và cái âm thanh của nó sẽ được đồng bộ với nhau, và cái âm thanh của nó sẽ được khuếch đại nhiều hơn. Và ở trên cùng đó là cái nút cắt tần các bác nhá, là cắt tần. Thì ở con loa súp điện nào nó cũng sẽ có cái nút bấm này. Và dưới cùng đó là cái phần volume, chúng ta có thể vặn lên vặn xuống để tăng giảm cái âm lượng của loa súp. Và đường âm thanh kết nối vào thì nó sẽ có sử dụng hai đường âm thanh kết nối, là một là bằng jack hoa sen như thế này, dây hoa sen hai đầu như thế này, dây trắng và dây đỏ như này. Hai là các bác có thể kết nối là bằng thông qua cái jack Canon ở dưới này các bác nhé, cái jack Canon này. Tùy theo cái con vang hoặc là cái thiết bị âm thanh của nhà các bác đưa ra cái đường âm thanh như thế nào thì các bác hãy sử dụng cái jack nó cùng loại. Và các bác hãy nhắn trước bên em thì bên em sẽ kèm cho các bác luôn những cái phụ kiện để các bác kết nối, và tặng kèm luôn với thiết bị luôn các bác nhé. Và ở phía trên cùng nó sẽ có ba cái đèn báo tín hiệu, là cái đèn báo quá tải này, đường báo tín hiệu nhạc, đường báo tín hiệu nguồn điện. Và ở dưới là cái phần nguồn điện này các bác nhé, nó sử dụng nguồn điện là 220V, và đây là cái nút bật tắt nguồn. Ở dưới cùng đó là cái phần lỗ thông hơi, lỗ thở cho con loa súp, bởi vì trong cái quá trình hoạt động cái con loa súp, cái màng loa nó sẽ được nam châm hút và hút ra và đẩy đẩy ra hút vào, thì nó sẽ tạo ra áp suất dương hoặc áp suất âm, thì nó sẽ đẩy không khí ra hoặc hút không khí vào thông qua cái lỗ thông hơi này. Và khi mà vừa lấy, các bác có thể thấy là em để cái tờ giấy ở phía sau cái lỗ thông hơi thì nó giật đến rách cả tờ giấy, chứng tỏ là con loa súp ở bên trong hoạt động rất là mạnh. Và ở trong cái clip này thì khi mà em quay bằng điện thoại thì cái mic của điện thoại nó sẽ không thể nào thu được toàn bộ giải tần của cái con loa súp này đâu. Bởi vì ở những cái giải tần siêu trầm này chúng ta phải có những cái thiết bị chuyên dụng, những cái con mic chuyên dụng để thu âm, thì chúng ta mới có thể thu được trọn bộ những cái âm, những cái giải tần của cái con loa súp hoạt động. Và các bác nên đeo tai nghe vào thì các bác sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn. Bởi vì cái loa điện thoại của các bác khi mà nó phát nhạc ra nó cũng không thể nào nó tái tạo lại được những cái giải tần rộng bằng những cái tai nghe được.
Và khi mà các bác sử dụng những cái con loa súp này ở trong dàn karaoke gia đình ấy, thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều, bởi vì nó sẽ diễn đạt nhiều hơn và tái tạo nhiều hơn những cái giải tần của âm thanh. So với việc dùng loa full thì nó chỉ cắt đến đâu đó khoảng 50 hertz thôi, nhưng mà những cái con loa súp này nó có thể cắt xuống sâu đến tận dưới 30 hertz, thế nên là âm thanh của nó nghe sẽ hay hơn rất là nhiều. Và khi mà các bác hát karaoke mà có những con loa súp này thì cái tiếng mic của bác sẽ ấm hơn, sẽ dày hơn. Và khi mà chúng ta nghe những cái bản nhạc EDM ấy, hoặc là bản nhạc bốc non-stop DJ, thì khi mà có loa súp thì cái tiếng nhạc nghe nó sẽ uy lực nó, và nó cái âm giải tần nó cắt sâu hơn, chúng ta nghe nó uy lực hơn và nó mạnh hơn rất là nhiều. Đấy là những cái ưu điểm khi chúng ta dùng loa súp. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng loa súp ấy, thì nó sẽ gánh tải bớt cho những cái đôi loa full nhà các bác, thì tuổi thọ của thiết bị của nhà các bác nó sẽ tăng lên đáng kể. Đấy là ba cái ưu điểm khi mà chúng ta sử dụng những con loa súp. Và cái dòng loa súp cao cấp đến từ thương hiệu DB Acoustic, và em nhắc lại mã con này là SW12B, giá bán là dưới 5 triệu rưỡi các bác, chưa đến 5 triệu rưỡi, và bên em bán cực kỳ là chạy hàng. Và ngoài cái dòng Bass 30 của DB Acoustic ra thì bên em còn có cả dòng Bass 40, con này là con KS315SA, tức là cái dòng SW15B đấy. Thì hai cái mã này nó cùng là một sản phẩm thôi các bác nhé, nhưng mà nhà hãng chỉ là nhà hãng người ta đổi tên đi thôi, chứ nó cùng là một sản phẩm. Và hôm nay thì bên em cũng gửi một cái đơn này đi cho một bác khách khác. Thì trong clip này thì em sẽ test và kiểm tra tất cả các chất âm và các tính năng của con loa súp điện SW12B, và bên em sẽ dán tem đóng gói gửi đi cho khách hàng cho kịp đơn hàng. Và cái đơn này bên em gửi xe khách cao nhé, bên đơn này bên em sẽ gửi xe khách chứ bên em không gửi bưu điện. Thế nên là bây giờ em sẽ test thật là nhanh và kỹ càng, rồi bên em sẽ đóng gói gửi đi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và để biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng loa súp này, các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Bên này là bên Lưu Âm Thanh. Em xin dừng clip này ở đây ạ.